Cậu Vàng này, bố cậu sắp về rồi đấy. Các em có nhận ra giọng nói của ai đây không? Dành cho những bạn nào chưa biết, thì đây chính là Lão Hạc được nhà văn Kim Lân thủ vai trong bộ phim Làng Vũ Đại ngày ấy. Thật là thú vị phải không nào? Không chỉ là nhà văn sâu sắc và đa tài, mà Kim Lân còn để lại trong lòng khán giả những vai diễn ấn tượng của làng điện ảnh. Và để lắng nghe được những sự thật và câu chuyện ít ai biết về nhà văn này, hãy cùng theo chân chị nhé! Chị là Minh Hiên của Học Văn Chị Hiên. Chào mừng các em đến với trạm đầu tiên của podcast tuần này. Những sự thật ít ai biết về nhà văn Kim Lân. Bắt đầu viết văn và có những tác phẩm đăng báo từ những năm 1941 cho đến năm 1944. Kim Lân được coi là nhà văn thành công về đề tài nông thôn, với những con người bé mọn và cam phận, những vẻ đẹp chân quê bình dị và những phong tục tập quán độc đáo của làng quê Bắc Bộ. Từng trang viết của nhà văn sinh ra từ đồng ruộng này đều cay xè khói bếp, thơm thơm mùi lúa mới, ngai ngái mùi rơm rạ, bảng làng những cánh cò trao nhịp. Trên mảnh đất xưa cũ ấy, nhà văn Kim Lân đã xây cho mình một ngôi nhà rất riêng, rất vững giữa lòng người đọc và thách thức với thời gian. Khác với tư tưởng của các cây viết cùng đề tài, viết về làng quê, nhưng trong văn của Kim Lân, dẫu đó là hình ảnh của những nhân vật nghèo, những người dân lao động thô sơ, nhưng vẫn không bao giờ bị lam lũ, thô mộc, tành toàng vây bùa. Có lẽ ảnh hưởng từ những nét hào hoa, mã thượng với những thú chơi phong tục như chơi chim, chọi gà, đánh vật, đánh võ, chơi pháo của làng Chợ Dầu, Phù Lưu mà hình ảnh làng quê và người nông dân trong văn học của Kim Lân không u tối, bần hàn mà vẫn toát lên được nét yêu đời, trong sáng, tài hoa. Chính vì thế mà giá trị lớn nhất và cao nhất trong các tác phẩm của ông không phải giá trị hiện thực là bản cáo trạng mà là giá trị nhân đạo. Từ bóng tối hoàn cảnh, Kim Lân muốn làm tỏa sáng một chất thơ của hồn người. Ánh sáng của tình người tỏa ra những hào quang đặc biệt của chủ nghĩa nhân văn tha thiết và cảm động. Và để nói về những sự thật ít ai biết của nhà văn Kim Lân thì có lẽ nhà thơ Vũ Quần Phương là người rõ nhất. Trong tọa đàm nhân 100 năm sinh của nhà văn Kim Lân do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức diễn ra tại Hà Nội, trân trọng giới thiệu tham luận của nhà thơ Vũ Quần Phương tại tọa đàm với những phát hiện thú vị về nhà văn Kim Lân. Kim Lân có truyện ngắn đăng từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945, nhưng thành tựu của ông lại thuộc thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Mấy truyện như Làng, Con chó xấu xí, Vợ nhặt đã trở thành mẫu mực kinh điển truyện ngắn Việt Nam. Nhưng từ đấy, đúng hơn là từ sau kháng chiến chống Pháp, ít thấy ông đăng nữa. Không đăng thêm nhiều truyện mới, nhưng mấy tác phẩm đó của ông hầu như có mặt hàng năm trong các đề thi lớn nhỏ bậc trung học. Con người Kim Lân cũng là một người đặc biệt. Còn quan niệm nghệ thuật của Kim Lân nhiều khi là những quan niệm có tính khởi đầu cho cả một đời sáng tác, có tính nền tảng cho việc xây dựng phương pháp sáng tác, một trào lưu nghệ thuật mà lại thường được thể hiện rất bình dị, nhẹ nhàng, đôi khi chỉ như một ý kiến nhỏ trong các câu chuyện thường ngày của giới văn chương. Tôi xin được lấy một vài ví dụ. Hồi phim Lão Hạc được làm dựa theo cốt truyện Sống Mòn và Lão Hạc của nhà văn Nam Cao dồn lại. Có Kim Lân đóng vai chính, Lão Hạc, và Nguyễn Tuân đóng vai phụ tránh tổng công chiếu. Tên tuổi của hai ông lại rộ lên trong giới viết. Đại khái, anh em khen hai ông không đóng gì thì cũng đã ra tránh tổng với Lão Hạc rồi. Ấy thế mà vào năm 1995, trong sổ tôi ghi là hôm 14 tháng 2, ông Kim Lân gặp tôi tại trụ sở Hội Nhà văn, kéo tôi lại nói chuyện, không phải chuyện văn chương mà là chuyện cinema nước nhà. Ông nói, bây giờ mà đóng vai Lão Hạc tôi đóng khác. Lão Hạc là phải người biết nhiều hơn cả nỗi đau của chính lão. Lão biết hơn cả giáo thứ biết là do sách, Lão Hạc biết là do sống, nên lặng lẽ hơn, nét mặt phải yên tĩnh, phẳng như đá, trong lòng tan nát nhưng bên ngoài như không động. Đóng thế làm người ta phải nghĩ, tôi mới đóng để người ta phải khóc, lấy cái nghĩ ngợi của người xem mới khó, chứ lấy nước mắt nó cải lương lắm. Điều này anh mới phát hiện hay lúc đóng xong đã thấy? Tôi hỏi, mới nghĩ ra, chứ đóng xong thì mình thích lắm. Kim Lân là vậy, chỉ mấy câu ngắn rời rạc, tếu táo. Thế mà ngay lúc ấy tôi thực sự sửng sốt. Hình như cả lý luận lẫn thực tiễn nghề nghiệp đều gói được cả trong mấy câu bọc bạch chuyên nghề ấy. Tôi cảm nhận được một kiểu tổng kết lao động nghệ thuật sâu sắc, thâm trầm, nghiền ngẫm cả đời mới có. Tôi ghi nhớ trong tâm trí và tự nghiền ngẫm, tự vận vào mình mà áp dụng. Đến nay, chắc còn nhiều điều ẩn chứa trong đó mà tôi chưa vỡ ra. Như hôm nay, trước vong linh của cụ Kim Lân 100 tuổi, trước các bạn cùng nghề, cùng chung khao khát sáng tạo, tôi xin được mạnh dạn giải bày thu hoạch của mình. Kim Lân nói, Lão Hạc là người biết nhiều, biết hơn cả nỗi đau của chính lão. Tôi hiểu đây là cái biết xa hơn, sâu hơn, do cái biết cảm thụ trực tiếp. Cái biết này có sự góp phần của chiêm nghiệm, của kinh nghiệm sống, thường có trong cả suy nghĩ của mỗi đời người. Nghĩa là cái biết có sự góp phần trí tuệ, mà trí tuệ ở những người như Lão Hạc thì lại tồn tại như một bản năng. Đấy là tài phát hiện của Nam Cao. Còn nhìn ra tài năng của cả Nam Cao lẫn Lão Hạc và chiết xuất được nó ra bằng một thao tác rất thủ công, ấy là tài cảm thụ của Kim Lân khi đọc. Kim Lân nói tiếp, Lão Hạc biết hơn cả giáo thứ. Giáo thứ biết là do sách, Lão Hạc biết là do sống. Nên lặng lẽ hơn, nét mặt phải yên tĩnh, phẳng như đá, trong lòng tan nát nhưng bên ngoài như không động. Tôi coi đây là một luật thuyết về đánh giá tri thức, rất có ý nghĩa với cuộc sống hôm nay, rất thiết thực trong việc phát hiện và sử dụng tài năng, liên quan tới các tiêu chí về bằng cấp, về chất lượng công việc và mối tương quan giữa hai yếu tố ấy. Biết do sách như giáo thứ là cái biết bây giờ có thể đo bằng bằng cấp, ngay cả bằng cấp thật mà còn dưới cái biết của Lão Hạc. Bằng giả thì còn thảm hại nữa. Thế mà trong tiêu chí phân loại tài năng hay đề bạt cán bộ, sao vẫn cứ lấy hư hay thật? Chúng ta thử mang những dòng đúc kết giản dị này mà nghe các phiên chất vấn của các cuộc họp quốc hội thì chắc thấy trong lòng nhiều thứ lắm, cả bên hỏi lẫn bên đáp. Trong lòng tan nát mà bên ngoài như không động. Tôi thấy đây là một phát hiện kinh ngạc và là một tôn vinh tuyệt vời về bản lĩnh tinh thần của Lão Hạc và những con người nghèo khổ, lầm than, sống vô danh, tăm tối dưới đáy xã hội như Lão Hạc. Đây cũng là trách nhiệm, là thiên lương của nhà văn Nam Cao và Kim Lân nữa, và cả rất nhiều anh em chúng ta đang ngồi đây và đang âm thầm theo đuổi. Phải là tác giả của Vợ Nhặt mới có cái đồng thanh đồng khí để nhận ra được cái biết dưới vẻ yên tĩnh phẳng như đá này của Lão Hạc. Kể cả nỗi xót xa trong giọng nhận xét của Kim Lân, trong lòng tan nát bên ngoài mà như không động. Kim Lân rù rì nói tiếp, liền với mạch văn trên, nhưng tôi xin tách riêng ra thành thu hoạch thứ tư của mình. Trong lòng tan nát mà bên ngoài như không động. Đóng thế làm người ta phải nghĩ, tôi mới đóng làm người ta phải khóc. Lấy cái nghĩ ngợi của người xem mới khó, chứ lấy nước mắt nó cải lương lắm. Điều mà tôi trăn trở nhất để tự thu hoạch cho mình là ở cái mệnh đề cuối này. Kim Lân đã coi chỗ cần đến của văn chương, nghệ thuật, cụ thể ở đây là điện ảnh, là phải tác động vào nghĩ ngợi, chứ lấy nước mắt thì không khó. Ở một vở diễn bình thường của cải lương cũng làm thạo hơn ta. Tôi đoán rằng quan điểm này cho đến nay còn nhiều tác giả và độc giả không nghĩ như Kim Lân. Bà con ta trong nhiều thời đã coi tác động tình cảm là phẩm chất cao nhất của văn chương nghệ thuật. Tôi đã khóc khi đọc, đương nhiên được coi là lời khen cao nhất. Cách đây nửa thế kỷ, anh Việt Phương khi ấy chưa in tập Cửa Mở. Có nói với anh em viết trẻ chúng tôi, cũng trong các câu chuyện vãn rằng thơ của chúng ta sa vào vũng bùn tình cảm hơi lâu. Chúng tôi ngạc nhiên và còn nghĩ rằng có lẽ vì thế mà thơ anh hơi bị khô. Nhưng về sau khi đọc thơ U Mỹ nhiều hơn, chúng tôi mới nhận ra có các dạng cảm xúc nảy sinh sau nhận thức. Nhận thức mới sinh rung động mới, và chính những rung động ấy thường có tác động như một đốn ngộ, có thể làm thay đổi lối sống, thay đổi cách hành xử cho đến cả cuộc đời con người. Coi trọng nghĩ ngợi không hề đưa tới việc xem nhẹ tác động tình cảm trực tiếp của tác phẩm hoặc hạ giá tài năng của những tác giả có ma lực điều khiển vui buồn bạn đọc. Hơn thế, hướng sáng tác này coi trọng nghĩ ngợi không hề đưa tới việc xem nhẹ tác động tình cảm trực tiếp của tác phẩm hoặc hạ giá tài năng của những tác giả có ma lực điều khiển vui buồn của bạn đọc. Hơn thế, hướng sáng tác này còn tạo thuận lợi cho việc mở rộng hình thức diễn đạt cho thơ, niêm, luật rồi cả vần, cả điệu và các tính năng gợi cảm khác của chữ thành thứ yếu, thậm chí không cần tính đến, mà coi trọng hơn là ở cách lập tứ, nói bằng tứ và ở tầm khái quát của tứ, cũng đã thấy áp dụng sang cả văn xuôi. Nhưng thơ thì rõ hơn, con đường này đang thành đại lộ trong sự vận động của thơ đương đại. Nó giúp cho thơ dễ chuyển ngữ, dễ vượt qua biên giới quốc gia. Tất nhiên, nó cũng hao hụt đi ít nhiều sức mê hoặc thần bí, vốn là lợi thế loại thơ thiên về tình cảm. Một bận khác, dễ đến một năm sau, tôi lại nghe ông thở than vẫn về chuyện cinema. Tôi gầy gò đóng Lão Hạc thì hợp rồi, nhưng con chó, nó không ra con chó của Lão Hạc. Nó béo quá, nhưng trong thành phố khó tìm ra con chó gầy. Giá về quê mượn được con vàng con mực, chó nhà nghèo, chắc ăn vào cảnh hơn. Ông băn khoăn về một chi tiết nhỏ chưa hài lòng, mà có lẽ không chỉ mình ông biết. Trong tác phẩm Tay Trái lại đã qua lâu, cho thấy phẩm chất tạo nên ít nhiều người nghệ sĩ lớn. Kim Lân ít công bố tác phẩm mới, quá ít, nhưng có lẽ không lúc nào ông sao lãng lao động nghệ thuật. Nghệ thuật trong toàn bộ sự sống của người nghệ sĩ, nét ăn, nét ở, cách thưởng thức một chầu hát, một chậu hoa, quan sát một người, quan sát mình, chiêm nghiệm sự sống trong sự viết, chân tình, giản dị và nề nếp, nghiêm cẩn với mình nhưng độ lượng với người. Chưa bao giờ tôi thấy ông Kiều Cách, trong văn cũng như trong đời, đăng ít nhưng luôn hiện diện trong dòng chảy văn chương đương thời, nói ít nhưng người nghe vẫn cứ nghĩ mãi lời ông, như điều hôm nay tôi vừa trình bày với các bạn, và tôi vẫn không tin rằng mình đã hiểu trọn lời ông. Kim Lân là một tài năng dễ thân, dễ thấy, nhưng với tôi, ông là một kho tàng bí ẩn. Ngay như cái việc ông biết nhiều chuyện đời, hiểu nhiều phận người, lại sành các mẹo văn chương mà sao viết ít. Kim Lân tinh tế sâu sắc, biết nhiều nhưng không hay nói lớn, cứ dù gì, nhỏ nhẹ mà thuyết phục. Bạn viết nhiều thế hệ thích được trò chuyện với ông, và ai cũng mang theo trong lòng một vài kỷ niệm thú vị về ông. Riêng tôi hay nghĩ đến quan niệm nghệ thuật của ông và lấy đó làm bài học của mình. Đã 16 mùa thu kể từ khi nhà văn Kim Lân ra đi, nhưng ông và giá trị của những tác phẩm ông để lại sống mãi trong ký ức của chúng ta. Hình ảnh ông hai với lòng yêu nước thiết tha, anh cu chàng chất phác, chị đanh đá may mắn tìm thấy nhau giữa những ngày đói đến kiệt quệ, hao mòn, đã và sẽ tiếp tục gắn liền với các thế hệ học sinh trên từng trang sách. Nhà văn Kim Lân là một trong những nhà văn ấn tượng mà chị vô cùng ngưỡng mộ. Còn với các em thì sao? Hãy để lại bình luận cho chị biết nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Gửi tặng các bạn một bài hát mà dạo này chị yêu thích nhé. Bồng bềnh, xuôi mái treo ta đón gió. Cơn gió miên man lùa vào trong mái tóc. Bồng bềnh, em thấy mình như chiếc lá trôi giữa mênh mang đại dương bao la. Bồng bềnh, anh có nghe cơn sóng vỗ mang những tâm tư dạt trôi theo dòng nước. Bồng bềnh qua những ngày sông khốn khó, ta có nhau trong bình yên nơi đây. Mọi phiền lo giăng dở rồi sẽ hóa tan thành phía xa thật xa chân trời trong nắng xuân ngời.